các bạn khán giả truyền thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với sân Patriot Chandrabaga, nơi chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận bán kết 1 giải bóng đá U19 vô địch Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa hai đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Malaysia. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của U19 Việt Nam. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi ở trong đội hình xuất phát với sự xuất hiện của Nguyễn Nhật Minh. Trong khung gỗ vẫn là thủ thành Cao Văn Bình, các cầu thủ số 2 Hà Châu Phi, số 3 Trịnh Hoàng Cảnh, số 7 Nguyễn Anh Tú, số 9 Nguyễn Quốc Việt, số 10 đội trưởng Khuất Văn Khang, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 14 Nguyễn Văn Trường, số 15 Nguyễn Đình Bắc, số 24 Nguyễn Đức Việt và 27 Nguyễn Nhật Bình. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm ông Ko Jang Klin, người Myanmar, các trợ lý là ông Chit Mue Aye và ông Rahaji, người Indonesia. Còn đây là đội hình xuất phát của U19 Malaysia, trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 1 Siami Sukri. Các vị trí còn lại của họ gồm có số 5 Mohamed Runiza, số 6 Mohamed Fauzi, số 7 Mohamed Akman, số 12 Ziad Nothisam, số 13 Ahmad Sapri mang băng đội trưởng, số 17 Fakrul Aidi, số 18 Adam Faizan, số 19 Mohamed Yuslan và số 21 Mohamed Hari. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa U19 Malaysia và U19 Việt Nam đã được bắt đầu. Và ở 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này thì các cầu thủ U19 Việt Nam trong trang phục màu đỏ truyền thống của mình sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn ảnh của các bạn. Pha xử lý của Văn Trường, không có tiếng còi nào từ phía trọng tài. Đội trưởng Văn Khang sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc, không phải là một tình huống treo bóng. Vãn Tú, không phải, đó là nỗ lực dứt điểm của anh Tú. Cú dứt điểm rất có ý đồ nhưng đáng tiếc là bóng đã đi không chính xác. Khá hợp lý. Khuất Văn Khang, không được. Cú đá trong tư thế hơi khó của Khuất Văn Khang. Ở trong trận đấu gặp U19 Thái Lan thì Cao Văn Bình đã có một tình huống ra vào thiếu an toàn và tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn. Rất nguy hiểm. Đó là cú đá thẳng tới từ Iswan Yuslan. Cự ly của cú đá phạt là khá xa. Tuy nhiên đó vẫn là một cú đá phạt khá uy lực từ phía Mohamed Iswan Yuslan. Khá nguy hiểm và đó là bàn thắng đầu tiên. Cầu thủ đã ghi bàn là số 18 Mốt Pha Dài. Một trong những cầu thủ mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều về sự nguy hiểm của anh. Đó là pha phá bóng không tốt tới từ Hà Châu Phi. Và nó đã tạo ra một cơ hội thuận lợi. Không thể trách được Văn Bình trong tình huống vừa rồi. Cú dứt điểm của Faizan là quá khó. Hà Châu Phi. Quả tạt tới từ Văn Trường, đánh đầu không vực. Bóng đã tới đúng vị trí của Quốc Việt, cầu thủ chơi đầu tốt nhất bên phía U19 Việt Nam. Tuy nhiên pha đánh đầu vừa rồi còn hơi nhẹ để có thể đánh bại được Mosukri. Yuslan, không được. Pha xử lý tốt là của thủ thành Cao Văn Bình, người vừa tung ra cú dứt điểm là Mốt Pha Dài. Đây là một pha bóng mà hàng phòng ngự của chúng ta đã để cho Mốt Pha Dài khá tự do trong pha xử lý của mình. Quả treo bóng của anh Tú khá nguy hiểm. Trái bóng đã hướng tới cột xa. Lại là Đình Bắc, vẫn chưa thể có được một cơ hội để dứt điểm. Cú tạt bóng là của Hồng Phúc, đánh đầu không vào. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa, vẫn chưa thể có được bàn thắng. Tiếc quá U19 Việt Nam ơi. Liên tiếp là những cơ hội quá thuận lợi dành cho chúng ta để có được bàn thắng gỡ hòa. May mắn vẫn chưa đứng về phía các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Thì rõ ràng việc nhiều hơn một ngày nghỉ không có nhiều ý nghĩa thực sự đối với các cầu thủ U19 Việt Nam, khi mà nền tảng thể lực của Malaysia là quá tốt. Cơ hội vẫn chưa thể thành công. Quốc Việt đã chơi rất đồng đội. Đó là một tình huống mà anh hoàn toàn có thể sút thẳng.
Văn Khang. Thêm một cơ hội nữa, dứt điểm, không vào. Hàng loạt cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U19 Việt Nam. Lần này là cơ hội của Quốc Việt. Cú dứt điểm là rất mạnh, nhưng đáng tiếc bóng đã đi hơi cao. Đã có thể lường trước được khi đối thủ là quá mạnh, U19 Australia. Khá nguy hiểm. Tỷ số đã là 2-0 cho U19 Malaysia. Phút thứ 70. Tiếng lập công cách dễ dàng là của Hakimi Hayre. Bóng đã được đưa xuống đáy biên. Một sai lầm của hàng phòng ngự chúng ta và đây là cơ hội đối mặt. Và như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến với U19 Malaysia. Dấu chấm hết dành cho U19 Việt Nam. Pha lập công của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp đấu thứ hai, Mohammad Mohsen Haizan. Một tình huống mà tưởng như hoàn cảnh đã có thể có được một pha phá bóng, thế nhưng trung vệ của U19 Việt Nam lại bị trượt chân. Thật đáng tiếc khi mà những bàn thắng của đội bạn thì đều đến từ những sai lầm của hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Những sai lầm mang tính cá nhân. Đứng trước bóng đang là Đức Việt và Văn Khang. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Bóng vẫn đi không chính xác. Đây là niềm vui của những cổ động viên Malaysia. Niềm vui của những người chiến thắng. Trọng tài đang nhìn đồng hồ. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Chiến thắng thuộc về U19 Malaysia. Hành trình của U19 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục với trận đấu tranh hạng ba với một trong hai đối thủ, đó là Lào hoặc Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Đình Thế Nam cũng đã rất nỗ lực ở trong hiệp đấu thứ hai để tìm kiếm những bàn thắng, tìm kiếm những cơ hội. Tuy nhiên ngày hôm nay U19 Malaysia đã chơi quá tốt trong cả khâu phòng ngự và khâu phản công. Và đây là một chiến thắng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hassan Waras. Xin chúc mừng U19 Malaysia. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với buổi bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.